Xe đạp MB kính chào tất cả mọi người. Video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cái con xe Nhật Bản thương hiệu là BNG và cái phiên bản của nó là phiên bản Metropoli. Nó có hai cái phanh đĩa ở phía trước và phía sau. Trước khi đi vào phần review chi tiết con xe này á, thì mình có một số thông tin muốn gửi đến với mọi người là mọi người chỉ cần truy cập vào Google, mình gõ cái thông tin là BNG Metropoli Disc là nó sẽ ra những cái hình ảnh cụ thể giống như mình vừa tìm cho mọi người xem, để mọi người có cái sự so sánh khách quan nhất của bản thân. Quay trở lại với cái con xe ngày hôm nay á, thì trước tiên là mình xin phép mọi người hôm nay cái video này mình nói sẽ hơi khó nghe một tí, tại vì mình đang bị cảm. Bây giờ mình sẽ tập trung review từng cái bộ phận của xe này cho mọi người xem. Màu sơn của con xe này á, là màu sơn zin và nó có tút lại vài chỗ. Tút là chỗ nào thì mình sẽ chỉ cho mọi người từng cái chi tiết nhỏ. Ở trên xe thì nó có một vài cái khuyết điểm, ví dụ như là màu sơn chỗ này nè, nó hơi bị bong tróc ra. Bong tróc do cái nền nhôm ở phía dưới á, nó bị bong lên. Cái màu sơn chỗ phía trên này là có tút nhỏ một đoạn ngay chỗ đó. Nói chung là bên mình tút rất là kỹ. Nếu mà mình không nói hoặc là mọi người không có tinh ý thì sẽ rất là khó quan sát ra được. Ngay cái chỗ này cũng có tút sơ lại cái màu sơn luôn. Chỗ này thì nó hơi trầy nhiều. Xe thì nó sử dụng đùi dĩa là đùi dĩa nhôm thương hiệu Shimano và nó có 3 tầng dĩa. Ở phía sau là cùi đề Shimano Alivio và nó có 8 tầng lip, tức là tổng cộng 24 tốc độ số. Cái màu sơn chỗ này thì nó cũng hơi bị bong ra, giống như ngay cái chỗ cái đai ốc mà ngay cái gọng nước ấy, là nó hơi bong giống như vậy. Pedal là pedal zin và nó còn đầy đủ hai mặt phản quang cả bên trái và bên phải. Xe Nhật Bản cho nên là trên xe vẫn còn đầy đủ những cái tem nội địa tại Nhật. Ở trên phần ống đứng của xe thì nó còn những cái tem khá là nhiều. Ở phía dưới dòng chữ Italian Design nó có một cái tem của hãng Asahi, là cái nơi chuyên phân phối những cái dòng xe đạp tại thị trường Nhật. Cũng như ở phía dưới này nó có ghi cái chữ là BNG Engineer Alloy 6000, tức là con xe này được cấu tạo khung nhôm 6000. Xe này thì được sản xuất tại Đài Loan, nó có dòng chữ Made in Taiwan ở phía dưới lưng của xe. Nhưng mà xe đạt chuẩn xuất Nhật, cho nên là trên xe vẫn còn đầy đủ những cái tem đăng ký đăng kiểm tại thị trường Nhật. Phía trước xe thì vẫn còn cái tem của BNG. Tiếp theo là đến cái phần ghi đông bô tăng của xe. Cái ghi đông bô tăng này là ghi đông bô tăng nhôm. Và cái bô tăng là nó có cái bô tăng gật gù để mình có thể điều chỉnh cho nó nâng cao lên hoặc là hạ thấp xuống, tùy với cái thể trạng của từng người, chiều cao của từng người. Bao tay là bao tay zin và nó còn nguyên bản theo xe, chưa có bị thay thế. Ở đây thì có cái tay bấm xả Shimano 3 dĩa 8 lip vẫn còn hoạt động rất là tốt. Cái báo số nó cũng còn hoạt động rất là chính xác. Đi kèm với cái phần tay bấm xả này là cái phanh dầu Shimano. Cái tay phanh bóp rất là nhẹ, tại vì phanh dầu chứ không phải phanh cơ. Phanh cơ thì mình dùng khá là nhiều lực, chứ phanh dầu thì mình chỉ cần bóp một lực khá là nhẹ thôi là nó đã nhảy rồi. Yên của xe là yên zin, chưa có bọc lại da. Ở phía sau này thì có một cái yên zin của xe luôn nè. Cái khung nó thì nó bằng nhôm, nhưng mà cái miếng ở phía trên của cái ba ga là nó lại bằng nhựa. Hai cái dè chắn bùn theo xe thì nó cũng bằng nhựa luôn. Đây là cái phần đùm sau của xe. Đùm này là đùm Shimano và phiên bản của nó là phiên bản Shimano Malaysia, sản xuất nhà máy đặt tại Malaysia chứ không phải là Shimano China như một số cái dòng xe khác. Nói chung thì nhà máy sản xuất ở đâu cũng thế thôi, do là xe đạt chuẩn của Nhật và xuất vào thị trường Nhật cho nên là đã được kiểm định hết tất cả rồi. Ở đây thì cái vành này nó còn ghi cái dòng chữ là Made in Taiwan by Jaco, và có thêm cái dòng chữ là Double World Alloy. Có nghĩa là cái vành này được sản xuất tại Đài Loan, nó zin theo xe nha. Và đây là vành niền nhôm hai lớp. Ở trên xe thì nó còn cặp lớp phản quang và cái viền màu trắng đó, khi mà đèn xe rọi vào thì nó sẽ phản lại ánh sáng. Nó có một số cái vết răng ở ngay chỗ cái viền phản quang đó, nhưng mà không có đáng kể, do là cái xe không được bơm căng hơi trong khoảng thời gian dài cho nên là nó bị răng một tí thôi chứ không có vấn đề gì hết. Đây là cái lúc mà mình đang quay thử cái bánh xe, mình test cái độ trơn tru của cùi đề cũng như là độ trớn của bánh xe cho mọi người xem. Mọi thứ bên mình thì đều đã được vệ sinh canh chỉnh hết rồi, mua về thì mọi người chỉ việc sử dụng thôi. Mình quay cái video khúc này là để tượng trưng cho mọi người thấy thôi. Đây là mình đang phanh lại cái xe thử cho mọi người xem, là cái phanh nó rất là nhạy, mình chỉ cần bóp một lực khá là nhẹ thôi là nó dừng gần như là tức khắc, nó không có cái độ trễ. Sẵn đây thì mình sẽ đo luôn cái phần ống đứng và ống ngang của xe.
Ống đứng của xe thì khi mà mình đo từ cái cọc yên đến ngay cái trục giữa là nó rơi vào khoảng 47,5. Còn cái phần ống ngang khi mà mình đo song song với mặt đất á, là nó khoảng 54. Vì thế là xe này nó sẽ hợp với người cao từ 1m65 trở lên. Tốt nhất mình nghĩ là tầm khoảng 1m70 đi nó sẽ khá là hợp. Tổng trọng lượng của con xe này mình cân được là 15,82kg. Và đây là cái phần phía bên tay trái, mình sẽ quay luôn cho mọi người xem. Bên này thì nói chung màu sơn zin của khung sườn này nó cũng còn tương đối là ổn. Nó chỉ còn có một vài cái vị trí là bên mình đã có tút lại thôi, nhưng mà không có nhiều. Nếu mà mọi người không có quan trọng quá về cái phần ngoại hình thì đây là một cái lựa chọn khá là ổn. Lớp xe thì có kích cỡ là 700x35C. Ở bên đây thì mình sẽ quan sát được cái phanh đĩa Shimano. Phanh này là phanh dầu và cái đĩa này là đĩa inox luôn, nó không có bị rỉ sét. Cả trước và sau thì nó đều đồng bộ với nhau, nó đều là cái phanh dầu Shimano và cái đĩa cũng là đĩa inox không bị rỉ sét. Ngoài ra thì xe nó còn cái cặp mắt mèo phản quang lắp ở trong cái nan hoa. Nan hoa trước và sau thì nó có một cái điểm nổi bật là nó có 4 cái nan hoa khác màu so với những cái nan hoa còn lại. Ở phía bên này thì cái càng xe nó có tút một đoạn chút xíu, một đoạn ngay chỗ vị trí phía trên cái vai này, một xíu này thôi, không có đáng kể. Rồi, nãy giờ thì mình đã giới thiệu hết tất cả mọi thứ về xe này rồi. Mọi người nếu mà muốn mua thì cứ liên hệ vào số điện thoại mình để góc màn hình. Nhớ đăng ký kênh Xe Đạp 10B để ủng hộ mình. Xe Đạp 10B chân thành cảm ơn.